Hi, chào bạn, chào mừng bạn với kênh YouTube của mình. Mình là Phong TV đây. Mình chào bạn nha, mình tên Long. Hello mọi người nha. Hello. Các bạn, hôm nay các bạn đọc cái tựa đề, các bạn cũng hiểu lý do sao mà anh em mình, bốn anh em mình tụ họp đây không? Hôm nay là mình sẽ làm clip mình phát lương YouTube. Làm năm trời rồi trời. Trời. À, bây giờ thì mình chưa có đưa tiền được phát luôn hay là sao ta? Để xíu thôi em. Rồi để phần cuối đi. À, để cuối thì mình phát nha bạn. À, thì làm YouTube thì nhiều tiền không? Nhiều không? Hả? Nhiều không? Nó tao nói mì. Không có ai mà phát luôn nhiều như tao được. Hôm nay mình phát lương thì để cuối clip mình phát nha. Hôm nay chủ yếu là mình quay clip làm tâm sự cho bạn biết trong quá trình mình làm YouTube nó một năm qua nó khổ cực hay là sao. Bây giờ cũng được mười mấy ngàn người đăng ký rồi, mình cũng vui các bạn. Mình tưởng là không ai đăng ký luôn rồi đó. Không, vậy là mừng rồi. Vậy là mừng rồi. Sợ là không ai, không có ai nữa. Không ai rồi, nó chết luôn á. Nội ăn hoài đi bay. Mình nói chuyện coi. Từ từ trai. Thì hôm nay là mình quay clip này là để mình tâm sự, rồi mình nói cho bạn biết làm YouTube nó dễ hay nó khó, hiểu không? Rồi có tiền nhiều hay tiền ít nha. Còn quan trọng là bây giờ là mình YouTube nó chưa có phát cho mình. Đúng không? Phát lâu, tiền đâu phát. YouTube không phát mà tao phát. Được. Ok rồi, không? Rồi, tại YouTube đâu có phát tiền cho mình này. Tại gì biết không? Người ta là cả mấy trăm ngàn người không mày? Tao mới có tiền, mình mới mười mấy ngàn người à, tiền đâu ra có. Tiền tao phát. Yeah. Tao là chủ. Nghe đâu. Chủ YouTube, phải không? Đó, hôm nay thì không riết chết nha mọi người. Ăn trái cóc cái mình nói chuyện tiếp nha. Trời ơi, cóc thì nó cũng nhiều lắm bạn, đừng có ăn trộm. Rồi bạn ăn luôn, bữa ăn cóc nó thầm không? Bắt đầu làm YouTube bây giờ. Ok. Thì các bạn ơi, nhắc lại kỷ niệm năm xưa. Rồi, kêu rồi. Nói ăn. Khó ngồi quá, ngồi lên. Ngồi lên chứ tất không à. Đây, nay ra đây kể cho nó đỡ. Không. Phong cảnh hữu tình cho mình kể gọi lại năm xưa. Mình gọi lại năm xưa, mình cũng quay ở đây nữa bạn. Clip đầu tiên này ngay đây nha bạn. Hồi lúc kia các bạn, không phải là lúc đầu tiên mình làm YouTube á, không phải mình quay vlog đâu. Lúc đầu tao làm gì mày? Làm gamer các bạn. Đúng rồi, là gamer trời. Được cái các bạn, chơi game ngu mới làm gamer. Trời ơi. Nói bạn chơi game ngu rồi đâu. Hồi đó là mình đánh Liên Quân, mình tính làm game, mình thấy người ta làm nó vui. Không biết làm game. Thánh thần ơi, lên mỗi lần mà đăng clip không? Đánh độ từ sáng tới chiều mới được trận ngay tao ăn mới được á. Đánh thần ơi. Coi nó sợ mình được chứ. Đúng rồi. Đánh mà kiểu như là lúc đó đâu biết lên độ đâu. Vô rồi nó đại nói gì. Nó mà không biết lên độ ha. Mà chỉ người ta lên độ như đàn. Rồi á. Nói ta mà kiểu như tao phát rồi đó. Ủa nó mẹ. Anh đứng mà anh coi tao đánh. Ôi đi như đạn không anh? Chạy không à? Ta là ulti vô nó dành ta ăn mạng không? Tao ulti tao chạy không à? Còn là chơi gì kêu chạy không? Đó, rồi giờ nữa nè. Mình lại xong đó một thời gian không? Kiểu như mình quay mà thấy người ta vô bình luận hay. Còn chữ không à? Trời ơi, vô coi mà nói không. Gì? Có mấy cái comment khen hay đó bạn. Đúng rồi. Mấy anh em mình comment á. Đó nó khoái các bạn. Hồi đó là mình làm của mình nè. Tại lúc đó làm thì thấy cũng vui mà làm được có ba ống clip vậy các bạn. Rồi có làm được như đó không? Cái thằng quỷ này nè. Nói thánh thần ơi mày làm nó mày đánh ngu muốn chết rồi mày làm chừng nào lên. Đó hay vậy cái mà chuyển qua mình làm YouTube không? Làm vlog. Làm vlog. Cái clip đầu tiên nha bạn. Cũng cái mặt cũng ngáo lắm, bạn xem lại clip mà đầu tiên cũng mới suy nghĩ là làm clip hộp dịch nướng cơm. Cơm mà nướng vô hộp dịch không biết ăn kiểu gì nữa. Bạn có coi lại clip đó không mà đó ngáo mẹ lúc đó xấu quá. Công nhận nó hồi lúc giờ đó đẹp ha. Giờ nhìn mày đẹp. Không, giờ không đẹp. Đẹp không? Không, giờ cũng vậy. Được cái xấu hơn đó nữa. Đúng rồi. Đổi cái kiểu tóc đẹp hơn hồi đó xíu. Đó tại nhìn quay như trẻ trâu các bạn. Giờ còn trẻ trâu hơn đó. Đó bởi vậy hồi lúc kia là quay clip nướng cơm trước nè. Sau đó là lần đầu tiên mình làm cũng dễ đó bạn, quay mà kiểu như là đó quay bằng cái ớt bồ, phải không? Ừ. Ớt bồ màu đỏ đó, quay thấy chất lượng cũng đẹp mà đó quay cũng tệ đó. Giờ được lên được cái mới quay giờ quay mới quay chuyện, mới quay chuyện. Mày đó đó bạn quay nha. Không có chân quay vậy đâu. Đúng rồi, không có chân quay đâu. Mình xài bằng cái cụ điện với chị. Làm bằng cái cổng dây chì mà buộc vô để điện thoại á, phải không?
mình chế ra mình không biết sao nữa, quay mà tao không thấy gì sau lưng cho mày dựng á mày dựng ừ. Dựng cái mình bắt ghế ra cái mình dựng rồi đó, coi xấu hại luôn rồi đó, có hai thằng quay rồi có nào đó, có hai này đâu mà được cái đó vui. Rồi đó vui các bạn. Ý bay là có hàng tao vô là không vui hả? Tao đó vô vui à. Phải không? Thằng này là nó quay phim nè, tại nó chỉ vô nhiều thôi. Làm cái sao? Rồi làm xong cái bữa đó quay clip là mình quay thử lâu nhận lâu hiện bạn, quay xong về edit nữa. Đó quá trời quá đất. Không. Luôn. Mấy cái clip đầu tiên á hai mình quay là 8 giờ sáng á. Rồi mà quay 3-4 giờ chiều. 3-4 giờ chiều mới xong clip ông nội. Đó quay lâu ghê, giờ quay là clip tiếng 2 tiếng xong rồi. Ừ. Clip đó lâu lắm bạn, quay không có dễ đâu, nghe bạn tưởng làm YouTube dễ rồi bay vô làm như phim thôi à. Edit lâu lắm. Đúng rồi, mình ngồi về mình edit đâu có 5-6 tiếng á. Thánh thần ơi, quay clip phải vậy đó. Bây giờ biết cách chỉnh xịn hơn xíu bởi vì mau. Thấy không? Tạo xịn. Cái rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm bạn nhiều lắm. Rút kinh nghiệm. Rồi đó, mình làm xong YouTube đúng không? Cái một khoảng thời gian mình làm cũng được 3 ông clip. Cái mình làm lớp 10 mà, giờ lớp 11 rồi, lớp 12 luôn ông nội, 5 trời phải không? Rồi đó làm thì cũng mới làm thì phải làm dữ lắm, làm đâu cỡ nửa tháng nửa năm lớp 10 thì nghỉ mày, làm như cái nghỉ luôn không, nghỉ hè à? Đúng rồi, nghỉ hè cái mình đi rồi hồng cái lúc đó là không phải mất điện thoại. Trời ơi nó tới câu rồi mất điện thoại là không có được YouTube. Tại sao mất? Tại sao á? Cái nhà bạn biết cái nhà mình không? Không có cửa. Mình trời nếu không có cửa. Có cửa nhưng mà không có phá. Mình lúc đó mình đi học. Mình để thôi nha, mình nói 5 giờ mình học có 3 tiếng rồi phải chết chứ. Mình nói về là lấy điện thoại ra quay clip liền. Về là lấy điện thoại đi quay đi YouTube. Thành nào để điện thoại nhà nói hết pin rồi, lấy giờ đem theo. Mới mua luôn mới chứ á. Điện thoại nó mới mua mới quay clip á. Mới mua đâu có từng lấy hà. Cái mình bỏ điện thoại nhà, cái mình đi học không? Nói 3 tiết về là chơi game hay làm cái gì đó. Cái 3 tiết về xong về còn cái chui sạc không? Nói cha nó mà vô bút cái xanh mặt mại tên. Rồi gọi đó, rồi điện kiểu như điện mày. Má điện công an ha. Rồi điện cha. Nói rồi biếu được lắm nha. Điện công an lên mày làm gì? Sao cái... điện tao? Lên gì? Điện công điện tao tao trả lại. Nói thằng ơi tà lao. Được đó tao lấy mà. Trời điện đó bạn. Điện công an rồi chưa lắm. Mấy công an nhá. À tưởng ba mày. Ông kêu không biết công an là ba nó luôn. Ông kêu khai xong rồi về cái là từ đó là tao không thấy mặt ông nữa. Ông kêu khai chi rồi vô rồi về mình tưởng làm sự việc được về cái điện thoại mình mất tiêu luôn mà ông nói về ông điều tra. Như con nam thằng ơi. Ông về xong rồi xong ông mất tích luôn mấy bạn. Đó bây giờ bởi vì mình không có tin công an nữa bây giờ mình chán lắm mà hên cái trong nghỉ hè đó mình nghỉ YouTube là không phải mình không phải là không muốn làm nữa các bạn. Tại mất điện thoại rồi bởi vì mình lúc đó mình đi cài mình đi vô mì cay mình làm không mấy kỳ hè đó đúng rồi kỳ đè đó là mình làm mì cay mình cài suốt một ngày tháng luôn mình cài hoài đó dạ hành quả là được là cái vấn đề là có tiền đâu mà quan trọng là mình làm nỗ lực gông chuột ông chủ chữ như đạn không anh anh trang ô làm đúng có lần đổ chữ như đạn mà bưng lúc đó là chưa bể cái tôi rồi nha. Ông chủ có coi clip này không á? Ông chủ này chắc không coi đâu, ông đâu biết ra đâu coi. Trời ơi trời. Rồi xong rồi cái ông làm xong hết 2 tháng nó về cái đủ tiền bạn mình sắp được cái Bị lút. Quay phim. Đó, mà giàu ha. Hãy lút quay phim cái quay chất lượng đẹp bạn mình rẻm điện thoại mà kiểu như nó xịn xịn mình quay nó vừa cho đẹp. Cái mình quất được cái bể lút mà mình quay tới giờ, đúng không? Rồi bây giờ làm gì nữa? Giờ cũng sắp si vậy. Bây giờ quay cái phim bể lút với kìa nó cũng sắp si vậy các bạn. À, bạn quay thì tưởng mình nói mình quay máy quay nha tiện nó muốn quay mua tiền ừ. Quay xong cái clip là nó tuột pin dữ lắm ờ đúng rồi quay mỗi lần là quay mấy bạn thấy không quay mà bạn biết iPhone mà ừ iPhone pin lắm iPhone nóng dữ lắm giờ quay nóng nè ừ. Mỗi lần mình cầm quay cho nó tưởng nổ chết luôn quay mỗi lần quay đánh các bạn nóng anh thằng ô thổi cũng chết cũng khó khăn lắm bạn quay thì điều kiện tiền không có quay thì không có tiền để mình đầu tư vô bởi vậy mình suy nghĩ mấy cái đơn giản mình quay ẩm thực cho bạn xem không á chứ không phải giàu lâu lâu mình có tiền thì mình làm cái món bự bự đúng không lâu ăn gà bự đúng rồi lâu lâu thì ăn được con gà đúng không là tại vì mà tính ra năm trời ăn con gà luôn chứ đúng rồi các bạn coi clip mình đi tính năm trời giờ có con gà là chết liền á vì toàn mì gói gì mì gói vô không ăn rồi mấy đồ có sẵn không mấy cha ăn được lâu lâu là làm được mấy cái bự bự đó vậy dở dở mà em nào nhàn lông thấy có gì là ăn nấy hả đúng rồi thấy thương anh em mình thì ủng hộ đúng rồi bạn thấy thương anh em mình thì cho cái hoàn cảnh éo bà le của của mình thì bạn nhớ đăng ký like chia sẻ ủng hộ mình nha
Thôi mình cảm ơn các bạn nhiều nha. Nói mà đổ hồi hết trơn. Hồi đó coi vlog người ta vậy. Thấy người ta quay tưởng dễ lắm. Đúng rồi. Giờ mình mấy mình trải nghiệm cho mình mới thấy là mệt lắm bạn. Mới biết trân trọng. Đúng rồi. Đổ mồ hôi lắm luôn á. Cho nên là giờ coi video ai là trước tiên mình vô mình like xong đăng ký ủng hộ người ta. Đúng rồi. Quay không phải một clip là khó khăn dữ lắm, quay mà từ có khi là từ sáng tới chiều mới xong clip á. Sáng về, tối về còn edit đồ có khi thức khuya. Edit thức khuya còn đăng cho các bạn xem không phải dễ đâu các bạn, không phải dễ đâu mà các bạn bắt chước làm theo là chết luôn, hiểu không? Làm khó khăn lắm, bởi vì lâu lâu mình mới găng được clip cho các bạn xem á. Tại người ta là có tiền nè, với người ta có người edit nữa mày. Đúng rồi, người ta có người edit có sẵn. Có người edit sẵn nữa, bởi vì người ta quay không mà về liền cho thằng quý kia nó làm không nó đăng lên, đúng không? Ừ. Còn mình tự edit không à. Bởi vì nó khó khăn lắm, bởi vì các bạn thông cảm nha. Bạn gái ủng hộ anh em mình. Rồi, 2000 clip các bạn thông cảm nha. Đó, có khi 3 ngày nữa mà. Đúng rồi, khi 3 ngày đó là lại có công chuyện. Sắp tới vô học nữa. Ừ. Lớp 12 nữa. Rồi bây giờ các bạn, bây giờ mình làm tới lớp 11 rồi, bây giờ là chuẩn bị nghỉ hè còn 2 tuần nữa mình vô học rồi. Bởi vì không biết có bước vô 12 rồi. Bước vô 12 là nó rồi, nhiều cái, bài nữa. Sắp lại quay cái tiến học đại học bỏ anh em. Mà được cái Vinh nữa học xong đại học cái ra làm chủ con cá. Đúng rồi. Vinh đạo ăn nữa làm đại học nữa. Ra... Bông mì nữa xong cái ra buông rồi. Buông nhiễm nội tào lao. Đó bạn. Mình buông ma tí. Quay này sắp sửa vô học rồi, bởi vì không biết clip mình ra chắc tuần lễ 2-3 clip mà bạn ơi. Tại vô học mà các bạn cũng học nữa, phải không? Lớp 12 học 2 buổi. Lớp 12 là học 2 buổi lắm, khó khăn lắm, không biết mình có thời gian mình quay clip bạn xem. Mà nếu mà thời gian rảnh rồi mới mình tranh thủ. Đúng rồi, tranh thủ quay cho bạn xem nha. Tại bài dở thì nó nhiều quá vậy. Nhiều mình... quá nhiều. Thôi. Bữa nào mà được nghỉ buổi chiều là mấy mình ngủ liền khỏi quay luôn. Vậy như vậy nghỉ luôn. Bữa nào cũng sai nhiều quá thì ngon chết bùa. Mày biết không? Mẹ tính cái cơ. À, nó suy nghĩ vậy con đó. Rồi. Làm là cũng gì đam mê, làm vui với lắm bạn biết không? Làm mà mỗi lần làm mà đăng lên nha bạn xem không cái mấy bạn vô comment đâu, cái kêu mình làm gì đó vui vui rồi đó. Mình làm mình vô mình đọc cái mình vui nữa. Vui quá trời luôn rồi mấy bạn mà vô mà kiểu như comment cũng ý kiến mà kiểu như nó hơi hơi bạo. Bạo. Mấy bạn kiếm cho mình nguy hiểm. Ờ đúng rồi, nguy hiểm đồ mấy rồi kêu mấy bạn cho anh nhìn xe đụng gì nữa ông nội ơi. Kêu cho anh mấy cái gì ác ác không mà mình đâu dám làm đâu mà vẫn vui nha. Các bạn xem mình vẫn tim nha bạn. Đó, bởi vậy bạn thấy thích anh em mình thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ video để ủng hộ kênh mình nè, cho kênh mình nó càng ngày nó càng phát triển đi lên nha bạn. Đó, bởi vậy mình đâu phải, mình không không nghĩ, mình nhiều lúc mình cũng muốn nghĩ làm YouTube lắm, biết sao không? Tại vì làm YouTube thì thời gian không có nè, với cái không có kinh phí nữa bạn. Nhưng mà kệ, mình thấy mấy bạn đăng ký kênh rồi mấy bạn kêu mình ra clip quá trời luôn rồi. Không lẽ các bạn hóng rồi mình không làm clip sao được. Bởi vậy mình cố gắng mình làm nha. Bạn ủng hộ mình là mình ok liền. Đó, ok rồi bây giờ thì không nói nhiều nữa. Giờ mày kể cái bốn thằng này giờ tao hỏi mày chứ. Mày làm YouTube làm sao? Mày tại sao vô đây hả? Ừ, giờ mày có ý kiến là mày xích vô đây ơi. Mày ngồi đó không thấy, quay em thấy á. Bây giờ tao hỏi nè. Bây kể như bây kể coi bây làm nó gần sao, bây có ý định nghĩ hay không, mình nói cái mày nói chứ là làm cái này mới vô mày hỏi gì đây nói chứ giờ nói đây coi này đi cụ chiến binh à, cụ binh là này quay lâu nhất là mày ý kiến cái coi làm sao mà thấy sao rồi đó phòng á nó quay game xong rồi thấy mấy chơi ngu quá bạn ơi mấy mày coi nha cái bắt đầu là định hướng lại mấy ngồi xuống anh em bạn á nói giờ mình thử quay qua con đường vui vlog đi thấy nó có tương lai hơn đường game á cho nên là mình với ông Phong luôn mấy giờ bắt đầu quay thử cái vlog nó độ ngại lắm bạn đi ra quay chơi à chứ không biết gì trơn á thấy ảnh miệng ảnh lanh lắm cái quay được vài clip xong rồi mình mới quen em nói được với nó giờ lanh không nữa hả giờ mày lanh hơn nữa lanh hơn đó mấy bạn hồi lúc mà mới quay YouTube á mình quay là toàn mình nói thôi mà thằng này nó không có nói gì hết trơn rồi cái quay xong thời gian rồi bây giờ nha bây giờ công nhận con vợ nó xàm mình đó bạn thánh thằng ơi quay dưới nó xàm ông nội cha nghĩ gì nè tào lao cái gì nữa rồi lúc kia cũng dám nói gì đâu thằng này cũng vậy nè thằng này nó nào lúc kia mới vô không biết nói gì luôn ừ không à ừ bây giờ hết cần rồi bạn bây giờ kiểu như lâu lâu biết nói chuyện rồi
rồi đúng không, biết vô biết cháu lên ba rồi không biết nói chuyện hồi lúc đấy rồi à, mà lơ mà quay mà kiểu như thế mày kêu nó mới nói chứ nó ngồi em gu hoài à mới làm gì đó mất cỡ ngại chứ mất cỡ lâu lâu quá livestream các bạn lên coi thử ơi tiếng nó bạn livestream các bạn lên coi thử tiếng lâu cái chào các bạn nha. Hello các bạn hello các bạn chào các bạn rồi này nói sao làm hoài á nói sao sao mình chịu vô làm chung ta không biết thì thấy anh em làm nè làm vô làm vui vô làm luôn ai nhờ thấy thấy xàm quá làm luôn phải không? Nói chung thì tao cũng biết nói làm sao nữa. Nói làm sao nói giùm nội. Sao cảm nhận sao? Chung thì thấy anh em làm vui thì vô làm. Thì chơi trong anh em thấy tốt thì chơi thôi. Ờ, ơi bạn hay biết không? Ghét mấy tao ba thằng tao ghét nữa. Có mình ghét của mình Vinh rồi nghe các bạn. Ghét rồi nghe không? Đó. Giờ hết rồi, giờ các bạn cũng biết là làm YouTube nó chưa, Vinh chưa nói mà. Vinh nói cái đây, Vinh nói sao mày đi heo quay vậy? Tại vì mình đi học ngồi chung với thằng quỷ này nè. Rồi sao. Nó quyến rũ rồi kéo vô. Trời ơi, em nói nó quyến rũ rồi vô. Phải sao hả? Kêu mình quay cho nó. Phải, tại tem hiếu cameraman bạn. Nên là nhờ vô làm cameraman của tem luôn. Đúng rồi, vô nó quay cho dễ bạn. Nhiều cái mấy cái mình đâu quay được. Lo mệt lắm. Đúng rồi. Không có nhà đi tối ngày đó. Rồi, cái áp lực từ gia đình với lại người xung quanh nhà bạn. Làm xong cái gì nhà lâu lâu nghe buồn. Chạy nhà cái nghe ta hàng xóm mà con bác á nói là thằng này ở nhà làm gì xàm xàm không à tối ngày không biết tiếp gì chứ. Đúng rồi, nghe cũng buồn lắm bạn. Đúng, mình cũng vậy đó bạn. Hỏi sao mẹ hỏi sao đi quay hoài, nói con ai không hỏi đi, con đi vì đam mê đó. Nói vậy đó, mình đi đó, mình đi xong nhà. Một ngày 24 tiếng mình đi hết, đi với mấy ngày hết hai mấy tiếng rồi, đi muốn hết luôn cái thời gian ngày rồi. Ha, qua nhà mà nó ở nó nằm nó vô nó khóa cửa tối ngày luôn. Rồi đúng rồi thôi bạn, giờ thì bạn cũng biết rồi phải không, quay này bay nhà bay nói nhà chứ ra. Rồi đúng rồi, quay có nói không? Có nói mà sơ sơ không ai hiểu gì tao. Tao nói là bà giết tao luôn. Tao à. Tao à. Điện cái qua rước đi. Đúng rồi, điện qua rước kia. Thôi bây giờ thì nãy giờ nói cũng tâm sự bạn cũng nhiều rồi, bạn cũng biết rồi. Bây giờ mình công bố mức lương. Ghê hả? À, đó giờ có. Đó giờ có phát chưa? Chưa. Đó giờ chưa phát lương không? Bà hôm nay phát mức lương khủng. Không ai mà mức lương mà như mình đâu. Khủng lắm mấy cha. Lâu giỡn mà bữa nay mà phát là vui hơn nha bạn. Chứ không có gì nha. Chứ em có nói à bạn gì nha. Mà tiền lương thì YouTube nó không có đưa. Chứ mình này vẫn phát phải không? Này là sao này, ống heo hay sao? Này mẹ mày cho mấy tao hay sao? Cái này là tiền dành dụm bấy lâu cũng lâu lắm rồi. Cũng ban tổ chức chương trình. Đúng rồi, ban tổ chức chương trình hôm nay là dùng hết khả năng để mình phát lương. Có kêu mạnh thường quân giúp không ạ? Không, không có. Đăng ký xô đèn cũng lắm nè. Đây là cái bạn ớt liền nè, giờ bạn như thế nè. 1, 2, 3 Tiếng tới đây nè. Điếm là bao nhiêu không? 1 30 nè, 50 nhiều quá điếm không được. 70 điếm không nổ luôn. 70 đô. 70 đô mấy bạn. Đô là nhiều, nhiều quá. Nhiều. Đó, hôm nay mình phát nha. Biểu vui hả mày, tấm lòng nha mày. Háo hức nhìn tiền, có tiền chưa? Có tiền háo hức chưa? Làm lâu rồi, cũng có tiền ha. Bao nhiêu. Cuối cùng có tiền để mình phát, tiền là tiền bản thân mình với YouTube nha. Đó. Ok, bây giờ phát trước này hả? Tháng này trước này già rồi, 20 ngàn à. Làm năm trời 20 ngàn mất kết mắt. Đúng rồi. Rồi này 20 ngàn nữa. Ồ mới vô được 20 ngàn luôn. Trời ơi. Tệ đó. Vậy Bằng lương này không. Này 20 ngàn đi. Kệ đi. Gán anh em mình làm lâu rồi. Đúng mình rồi. Cũng nhờ cho múc đó 20 ngàn. Comment này quay tối ngày quay vòng xàm lâu lâu đừng bữa quay à. Bữa nào cũng đi mà nói gì đó. Thiệt hả? Thiệt. Bữa nào có comment quay làm mày hả? Thôi giờ phát luôn nè, 20 ngàn. Còn 10 ngàn để đổ xăng hết luôn rồi. Gì chưa đổ xăng đi đây lỗ tiền thằng ơi. Vậy có luôn rồi. Đúng rồi, có rồi. Ok thấy chưa, đừng có tính hoài, kệ nó quay không à không sao, mày làm nhiều không sao. Còn 10 ngàn thì mình để làm clip. Nó mì ăn còn 10 ngàn thì mình để được. Mình đầu tư mình làm clip nha. Clip mình này cũng nhiều tiền lắm. 10 ngàn này có khi làm 2 clip. Đúng rồi, 10 ngàn này làm 2 clip mới chai dở rồi. Một kết thúc video được chưa? Kết thúc đi, lâu rồi. Nãy giờ các bạn xem cũng mấy mình kể sự đời này cũng lâu rồi. Mà chủ yếu là mình kể sự kể đời thôi nha. Kể chuyện nha. Kể chuyện sự đời, mấy này chưa trải sự đời đâu. Đúng rồi, mày trải rồi hay gì mày biết không nào. Kể nãy giờ.
kể đây là không phải dạy, không phải là than hở. Đúng rồi. Mà là mấy mình nói lên nói lòng với anh em mình thôi. Nói chia sẻ cho các bạn rồi biết thôi. Muốn chia sẻ các bạn biết thôi, lý do mà tại sao mình ra clip mà lâu lâu 2000 ra bữa thôi, các bạn hiểu rồi ha. Còn bạn nào mà không thích coi á thì coi thì cũng coi thôi. Các bạn nào ghét ghét mình á, các bạn ghét mà ghét gì lắm luôn. Video mình là ok rồi các bạn ha. Nếu như ghét mình thì cố gắng vẫn thương mình được rồi. Miễn sao có coi được ha. Thôi bây giờ chắc mình kết thúc video ở đây nha. Nếu bạn thích video mình hãy để mình một like, một subscribe kênh, chia sẻ kênh để ủng hộ mình nha. Rồi chúc mong các bạn một ngày xem video tốt lành nha. Đó, sắp vô học rồi đó, gán học nghe trời. Ok không? Bạn này xem mình chắc cô nhỏ nhỏ tuổi không mà có lớn không ta? Không biết. Chắc không, chắc ngang ngang tuổi mình, chắc có người lớn. Có bạn nào cỡ cỡ tuổi comment coi thử nha. Ai làm gì mấy bạn thấy mình sao thì mấy bạn nhớ comment video nhiều nhiều vô nha. Ok, giờ ông clip kết thúc ha. Rồi, giờ chắc mấy bạn các bạn nha. Chiều rồi, nãy giờ ngồi cũng lâu lắm rồi đó. Ai chia sẻ ủng hộ mình. Rồi, bye lại, mấy bye lại nè. Bye. Rồi sao? Diễn nãy giờ làm gì vậy? Nó tiện vậy mà đưa mình lắm. Tiền mấy chưa tao mà. Tại vì nãy giờ tao nói phát chứ tao có nói lại không lấy lại đâu. Phát lấy lận nội. Tiền bạc gì em nội. Trời ơi.